Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Sony Xperia Z5 Docomo của Nhật nhé. Nó có cái modem, đây các bạn để ý nhé. Nó có cái modem đó là SO01H nhé. Đó, chính là con đây này, con Docomo của Nhật nhé. Rồi, con này thì trước đó mình đã bị quên mất một cái mật khẩu mà khóa màn hình. Và mình cũng đã xóa mật khẩu, mình chạy lại phần mềm cho nó rồi nhá. Sau khi mà nó khởi động lên thì nó ra màn hình như này. Đó, còn nếu mà các bạn nào mà chưa biết cách xóa cái mật khẩu và chạy lại phần mềm cho cái con điện thoại này thì mình sẽ để link video ở dưới phần mô tả, các bạn vào xem nhé. Sau khi chạy xong phần mềm ấy thì nó sẽ ra cái màn hình như này. Bây giờ thì mình sẽ vào trong nhá. Trước tiên là mình sẽ chọn ngôn ngữ này. Đây, mình bấm vào đây này. Rồi mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nhá. Đây, mình chọn vào tiếng Việt này. Rồi mình chọn là OK này. Rồi mình sẽ bấm là bắt đầu nhé. Ở đây thì mình sẽ bấm là bỏ qua này. Rồi mình sẽ kết nối vào cái mạng Wi-Fi của nhà mình nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là kết nối này. Đó, các bạn để ý này, nó dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Thì nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên con điện thoại của các bạn đấy, các bạn chỉ việc đăng nhập chính cái tài khoản đó vào đây là chúng ta có thể là vào trong sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Nhưng mà trong cái trường hợp mà các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google này đấy thì bắt buộc chúng ta cần phải đi xóa cái xác minh tài khoản này nhé, thì chúng ta mới có thể là sử dụng được điện thoại đó. Thì để xóa cái xác minh tài khoản này thì các bạn sẽ làm giống mình nhé. Đây nhá, mình sẽ bấm vào cái ô này để mình viết này. Và các bạn để ý ở đây nó có một cái biểu tượng bàn phím nhỏ nhá. Các bạn sẽ chọn vào cho mình. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình vào là bàn phím tiếng Nhật nhá. Mục đích của mình bây giờ là làm sao để mình có thể là mở được một cái trình duyệt, ví dụ như là trình duyệt Chrome, để mình có thể là xóa được xác minh tài khoản Google nhá. Rồi đến đây thì mình sẽ chọn vào cái ba chấm này. Rồi mình sẽ kéo xuống phía dưới đây. Mình sẽ chọn vào là contact này. Rồi mình sẽ bấm là cho phép. Cho phép. Rồi đây thì mình sẽ bấm vào cái ba chấm ở phía trên này. Rồi đây thì mình sẽ chọn vào là Initial Info này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm giữ vào một văn bản bất kỳ này. Sau đó là mình sẽ chọn vào cái ba chấm này. Rồi mình sẽ bấm là hủy nhé. Đây, các bạn để ý nhé. Trong cái trường hợp mà nó chưa hiện lên cái chữ hỗ trợ này đấy, ví dụ mà nó chỉ hiện lên cái chữ là chọn toàn bộ và tìm kiếm trên trang web đấy, thì các bạn sẽ bấm cho mình là chọn toàn bộ nhé, thì nó sẽ hiện lên cái chữ hỗ trợ này. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn là toàn bộ này. Đó, thì nó sẽ hiện lên là hỗ trợ nhé, thì các bạn sẽ chọn cho mình là hỗ trợ này. Đó, thì bây giờ nó đã vào được cái ứng dụng tìm kiếm của Google rồi nhé. Mình sẽ chọn là không cảm ơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn lại cái bàn phím nhé. Đây, mình chọn lại bàn phím này. Bây giờ thì mình sẽ chọn vào cái bàn phím quốc tế này. Đó, bây giờ thì mình có thể là mở cái trình duyệt đó là Chrome nhé. Đó, các bạn có thể là mở luôn cái trình duyệt Chrome này. Các bạn chọn là chấp nhận và tiếp tục này. Các bạn chọn là không cảm ơn này. Rồi, các bạn tắt cho mình thông báo này đi. Bây giờ thì các bạn sẽ vào cho mình cái trang mà mình hay dùng để xóa xác minh tài khoản Google. Đó là trang VN zom.net/bypass. Đó, vnzom.net/bypass này. Các bạn chọn cho mình là đi đến này. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào trong setting. Mình sẽ vào trong cái mục cài đặt để cho bạn coi thông tin con điện thoại này của mình nhé. Đây, mình kéo hết xuống dưới này. Mình chọn là giới thiệu về điện thoại này. Đó, thì cái con này nó có cái modem đó là SO01H này. Và nó đang chạy cái phiên bản Android là 6.0 này. Đó. Ok, mình sẽ quay trở lại nhé. Chủ yếu là làm sao để mình biết được cái phiên bản Android thôi nhé. Rồi mình sẽ quay trở lại. Rồi mình sẽ tắt cái quảng cáo đi này. Rồi bây giờ thì mình sẽ tải cái ứng dụng. Mình sẽ tải cái ứng dụng đó là Android 6 gam nhé. Vì nó đang chạy phiên bản Android 6. Đó, mình sẽ chọn vào Android 6 gam này. Rồi mình sẽ bấm là cập nhật quyền này. Đó, mình sẽ bấm vào là cho phép nhé. Cho phép nó truy cập vào ảnh, phương tiện và tệp ở trên thiết bị của bạn.
Rồi các bạn sẽ bấm là OK. Rồi tiếp tục các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng. Đó là FRP Bypass này. Các bạn chọn cho mình là OK. Rồi. Các bạn để ý ở đây thì nó không có cái lịch sử tải xuống nhá. Chính vì vậy mà các bạn có thể là quay trở lại hoặc là vừa nãy khi mà các bạn tải về, ví dụ như này, các bạn tải cái Android 6GB trước này. Đó, các bạn tải lại nhé. Thì nó hiện lên này, các bạn bấm là mở luôn cho mình này. Đó, rồi ở đây thì mình sẽ cài đặt nhé. Mình sẽ cài đặt Android 6GB trước nhé. Đó, mình sẽ bấm là cài đặt. Rồi ở đây thì mình kéo xuống dưới này. Mình sẽ bật cái nguồn không xác định lên này. Mình chọn OK này. Rồi mình quay trở lại này. Mình bấm lại nhé. Rồi mình sẽ bấm vào cài đặt này. Rồi mình sẽ bấm là chấp nhận này. Rồi mình sẽ bấm là xong này. Tiếp theo mình sẽ cài đặt cái ứng dụng đó là FRP Bypass nhé. Rồi mình sẽ bấm cài đặt này. Đó, mình bấm mở luôn này. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn vào cái ba chấm ở phía trên. Mình sẽ chọn vào là đăng nhập trình duyệt. Mình chọn OK. Rồi bây giờ thì mình sẽ đăng nhập một cái tài khoản Google bất kỳ của mình vào đây nhé. Các bạn chú ý là do các bạn đã quên, đó các bạn đã quên cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể là mượn một cái con điện thoại Android khác. Các bạn tạo một cái tài khoản Google trên cái con điện thoại Android này, sau đó là các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản Google mới tạo vào đây nhé, cũng được. Hoặc là các bạn có thể là mượn một cái tài khoản Google của bất kỳ ai nhé. Đó. Sau đó là các bạn sẽ đăng nhập vào đây. Mình sẽ đăng nhập cái tài khoản Google mới tạo của mình vào đây nhé. Các bạn không cần phải điền a@gmail.com đâu nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là vào này. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhập cái mật khẩu tài khoản Google của mình nhé. Rồi mình sẽ bấm là vào này. OK, như vậy là mình đã đăng nhập được vào cái tài khoản Google rồi nhé. Mình đã đăng nhập được cái tài khoản Google đó vào con điện thoại này rồi. Thì bây giờ tốt nhất là các bạn nên khởi động lại điện thoại cho mình nhé. Mình sẽ chọn là khởi động lại này. Nó hiện lên cái màn hình như này, các bạn cứ để nguyên nhé. Các bạn chờ một chút thôi. OK, như vậy là nó đã khởi động lên rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào là bắt đầu này. Rồi mình sẽ bấm bỏ qua này. Rồi bây giờ nó đang kiểm tra kết nối này. Các bạn chờ một chút. Rồi các bạn để ý ở đây nó đã báo là tài khoản đã được thêm rồi này. Đó, mình sẽ bấm vào là tiếp theo này. OK, ở đây bảo vệ điện thoại, tức là cài đặt mật khẩu đấy, thì mình sẽ cài đặt sau nhé. Mình sẽ bỏ cái tích này đi. Sau đó là mình sẽ bấm là bỏ qua, vẫn bỏ qua. Rồi, ở đây thì các bạn có thể là chọn cái màn hình chính. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn màn hình chính của Xperia đi. Đó. Rồi mình sẽ bấm là tiếp theo. Rồi mình sẽ bấm là hoàn thành. Rồi mình sẽ bấm là OK. Mình bấm OK. Rồi mình sẽ bấm OK đi. Đó, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của cái con điện thoại Sony Xperia Z5 Docomo của Nhật rồi nhá. Đó, bây giờ thì các bạn đã có thể là sử dụng được điện thoại một cách bình thường rồi. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.